Mùa này đã bị cảm cảm mà cảm cảm nên mà dị ứng, nó làm cho mình hết nhiều, nó cứ sổ mũi hắt hơi, nó không liên quan gì à. Khi đại dịch thì mà cái tiểu dịch thấy cũng mệt lắm rồi, đại dịch. Ok, thì theo yêu cầu của các bạn thì có một bạn Tuệ Liên yêu cầu là hướng dẫn cái cách mà đem lồng tiếng, cái cách làm phim lồng tiếng vào trong cái phim. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn ngắn nhỏ hướng dẫn cả từ đêm như quý anh em nào mà chưa biết dùng cái cách này. Trên điện thoại iPhone đó, thực sự nó rất là dễ làm. Nó có một cái app thường thông thường nó có sẵn trên kia iPhone, đó là cái eMovie nè. eMovie là cái này, thì các bạn có thể dùng mà nó to lên xíu đi. eMovie là cái này. Đâu rồi? Đây, chờ. Này. Cái phía mình thì đi trái nè, eMovie. Thì các bạn dùng cái app này mở ra trong iPhone đã sẵn. Thì các bạn thêm dấu cộng, nhấn vào dấu cộng. Là làm theo thứ tự đơn giản thì ở trên nền movie tức là ở dưới là trailer. Thì mình trailer tức là mình dùng cái này hoặc cái trang để mà mình bỏ hình vô. Ví dụ mình đã có sẵn những cái hình ảnh, hình hoặc là phim, ví dụ như là mình đã chụp sẵn hoặc là phim sẵn rồi, 1, 2, 3, 4, tùy mình lấy bao nhiêu hình đó thì mình thích thì mình bỏ vô, bỏ sẵn vô trong cái đó. Mình cho phép bỏ vô bao nhiêu hình đó tùy, nó bao gồm hình và video luôn. Chọn list chọn hết xong xuôi hết rồi á, chọn xong. Đương nhiên thường thường mình làm cái video mình cái hình ngang thì mình cứ để cái quay phim sẽ mình nhìn ngang để mình đứng, cái đứng ngang thì nó cũng vô được hết, nhưng mà nó sẽ khi mà hình đứng thì nó thì hai bên nó bị màu đen. Đa số mình làm theo một cái nguyên cái hình đó thì tốt hơn. Và cuối cùng dưới mình chọn dưới này, đây là cái phim này nó gồm có dài 1 phút và có 7 cái file nó đang rồi xong rồi. Thì khi xong nó hiện thế này, tạm thời á, mình muốn mở mình lại mình xem, bấm play để xem. Đây là phim hôm qua mình tự quay vào vườn cái phong của Canada. Đó. Giờ mình quay xong, tại nó cho chị như vậy đó. Đây là hình ảnh đó, là có thể là cái thư pháp hoặc là gia đình, chuyện gì này gì được hết. Hoặc là mình download từ trên mạng xuống, mình muốn làm tiếng gì đó thì mình đại khái có chuẩn bị cái đoạn phim trước. Nên là đoạn này là đoạn đang chuẩn bị cái phát ảnh rồi, thì đi nhanh nhanh cho nó nhanh qua thế này nè, qua vậy đó. Thì giờ bắt đầu mà nếm lồng tiếng từ cái app này á, thì cực kỳ đơn giản thế này. Thì từ đầu bên tay trái các bạn có cái dấu cộng này, bạn bấm vào
thì nó sẽ hiện lên, tức là thêm thêm cái gì, thế là nó yêu cầu hỏi mình thêm là thêm cái gì, từ cái gì, mô hình ảnh hoặc là album hoặc là radio hoặc là camera hoặc là voice. Tức là mình bấm vào cái này, lúc này nó mở giống như có cái máy thu âm này, thu này không bấm thì nó hiện ra cái bản này. Mình để hơi gần quá rồi, nó hiện ra cái bản này. Không, để là chuẩn bị để mình ghi âm nè, nhìn nó được rõ lắm rồi. Hình nó được rõ lắm. Rồi. Rồi, bên là sẵn sàng ghi. Bây giờ mình bắt đầu từ cái đoạn đầu á, mình ghi từ đoạn đầu. Hay đoạn nào bất kỳ thì mình ghi, ví dụ mình tính sẽ ra thì mình muốn ghi từ đoạn nào thì mình bắt đầu từ đoạn đầu ấy. Rồi mình bấm mình ghi thử ha. Mình ghi trong lời nói mình đang hướng dẫn luôn. À, 3, 2, 1, bắt đầu. À, thì mình đang nói là gì, đang nói là tức là máy đang chạy, chạy tức là đang thâu vô trong này nè, à, đang thâu vô, đang thâu vô đó. Mình cứ nói bình thường hoặc là mình hát hoặc là mình thông dịch hoặc là mình làm tiếng theo ý của mình. Ví dụ đây là cái cánh sâu vườn nhà tôi, cái đây là cây thông cây phong hay là cái gì đó, hoặc là hướng dẫn nhạc nghe cái bài. Thư pháp mình mấy bữa mình viết trước, mình viết mình lấy âm thanh nhiều cũng được, nhưng mà khi âm thanh đó mình sẽ loại bỏ ra. Nhưng mà chỉ khi mình làm tiếng mình sẽ nói chuyện như thế này. Sau khi hết rồi á thì mình muốn dừng lại, hoặc là hết đoạn phim hoặc là hết đoạn nhạc rồi á, mình cách ly như thế này á thì mình dừng lại, stop stop, mình sẽ dừng lại. À, nó hỏi mình á thì đấy, chấp nhận chưa hay mình muốn như lại. À, thì mình đang nói là giờ đang nói là tức là máy đang chạy, chạy nó đang thâu vô trong này nè, đang thâu vô, Nếu đang mình đơn thì mình cũng còn còn hát hoặc là mình thông dịch hoặc là mình làm tiếng theo ý của mình. Dù đây là cái cảnh sâu vườn nhà tôi, cái là cây thông cây phong hay là cái giá thật là hướng dẫn nhạc cái bài thư pháp mình đã mới vừa mình viết trước, mình viết mình lấy âm thanh nhiều cũng được, nhưng mà khi âm thanh á mình rồi. Tức là sau khi mà mình đã chọn được cái đoạn đó mình chấp nhận được rồi thì mình nói mà chấp nhận thì nó sẽ vô trong cái đoạn phim của mình. Rồi xong rồi rồi hả? Rồi giờ mình dùng tất cả thứ nha. đầu. À, thì mình đang nói là giờ đang nói là tức là máy đang chạy, chạy đến nó đang thâu vô trong này nè, đang thâu vô, đang thâu vô. Thế mình cứ nói Cái tiếng chán sủa là cái tiếng trong cái nền nhạc cũ, trên cái nền phim cũ. Nếu các bạn muốn loại bỏ cái tiếng nó, tiếng ồn nó, thì mình cách nhấn vào cái phần bên dưới, tức là cái phần nhạc nền này, thì nó sẽ hiện ra cái loa. Rồi nhấn vào cái loa và tắt nó, tắt cái tắt là loa phía này, mute này này, à, tắt phía bên trái. Hoặc là muốn to hơn, nó gấp đôi lên thì năm gấp nhiều lần lên, 5 lần nữa, 500 lần nâng âm thanh lên, hoặc là để im, thật là tắt làm cách là nhắm mắt thì đại thì khó có lo lại, thì tiếp tục nó không nói bằng bình thường hoặc là mình đó. hát hoặc là mình thông dịch hoặc là mình làm tiếng theo ý của mình. Dù đây là cái cảnh sâu vườn nhà tôi, cái là cây thông cây phong hay là cái gì đó, hoặc là hướng dẫn nhạc những cái bài thư pháp mình mới vừa mình viết trước, mình viết mình lấy âm thanh gì cũng được, nhưng mà khi âm thanh đó mình sẽ loại bỏ ra. Mình chỉ khi mình làm tiếng mình sẽ nói chuyện như thế này. Đó, nghĩa là nó đã vô được âm thanh rồi. Tức là thứ nhất là các bạn phải loại bỏ được cái âm thanh gốc của nó bằng cách là nhấn vào nó hiện cái màu vào mà cái viên này. Thứ
nhớ được rõ lắm đó. Rồi bên dưới nó hiện một cái dãy đây, thì các bạn nhấn vào cái loa và mình chọn nó nghĩa là không thì ra phát âm thanh đây. Rồi thì nghĩa là toàn một âm thanh của khối hình hình cũ nó sẽ mất đi, rồi nó sẽ đưa vào một âm thanh mới là để vừa mà thâu. Và thứ hai nữa, nếu mà giả sử âm thanh này mình mới vừa thâu xong á, muốn điều chỉnh cái đoạn nào thì mình nhắm vào đấy, còn dưới màu màu tím tím này, màu màu mà mới này, thì nó cũng âm thanh nó cũng cho phép mình là nâng lên gấp bao nhiêu lần đó, ví dụ như là gấp 500 lần, như gấp 5 lần bình thường để ra 100%, thì 500% là gấp 5 lần hoặc là ít hơn thì ra xuống, cái đoạn này cho phép mình chỉnh. Đó là về cái âm thanh. Còn bên đây là phía ở đây kế theo là tốc độ, thì mình nói nhanh nói chậm hay là mình muốn nói nhanh, mình muốn nói nhanh hơn thì mình nhanh hơn, mình thử đi hả. Sau khi hết rồi Đó á, thì mình muốn như lại, hết đoạn phim hay là hết đoạn nhạc rồi, mình sẽ như này, mình như lại stop. à, bây giờ đang nói tốc độ nhanh, bây giờ mình nói cho mình tốc độ chậm nè. Làm lại. Khác nhau liền không? Tức là nguyên đó là tỷ lệ một một là nó bình thường. Mình cắt đi thế này á. Nếu mà mình muốn nhanh hơn một chút thì nó khác cái giọng á. Đó, nhấn cái bên trái hay cái bên phải. Em dừng lại, stop. Stop, mình sẽ dừng lại. Rồi tí nếu mà mình thấy cái kéo thì cái cách như thế nào nó làm gì á, tại gọi là nó có nhiều cái sự lựa chọn, các bạn muốn muốn làm cái gì á là nó có sẵn đây rồi luôn, mình được quyền chỉnh chỉnh sau khi mình đồng ý hết rồi á, thì mình nghe thử Đọc phim hay là hết đọc nhạc rồi đồng ý thử xong rồi á, là mới ra xong xong nếu mà xong tôi xong phía bên tay trái của phim trên là chị đơn nè, xong xong rồi á, thì mình muốn cái video này nó ra lại cái mình xuất cái video này ra lại cái phần cái photo của máy á, thì các bạn nhấn phần mũi tên này nè, nó đi lên thì mình chọn nút nè share video nè, nút này nè, nút nhìn không được rồi à, đến đây luôn thì nó sẽ hiện ra một cái bảng, bạn muốn cỡ nào, loại tốt, loại trung bình, loại HD, Full HD hay là gì đó, thì mình thường chọn cái này 1080 này, nó sẽ xuất phim ra, đang xuất phim này, đang xuất phim qua bên cái phần chụp hình phim của mình này. Đó, hiện qua. Chờ nó chạy lên chiếu á. Rồi. Bây giờ xong rồi mình sẽ chạy qua lại cái phần photo của mình này. Photo. Rồi. Ở dưới này anh về cái đoạn này có một lần mình mới làm xong này. Đây. Giờ mình mở tiếng Nói gì là nói, tức là máy đang chạy. Chạy đến nó đang thâu vô rồi nè. Hai đang thay vô. Đang thay vô. Đang mực nó bình thường hoặc là mình hát, hoặc là mình thông dịch, hoặc là mình làm tiếng theo ý của mình. Dù đây là cái cảnh sâu vườn nhà tôi, đây là cái thông, cái phong hay là cái gì đó, hoặc là hướng dẫn gì đó. Cái kéo bài thư pháp mình nó mới vừa mình viết trước, mình viết mình lấy âm thanh như gì cũng được, nhưng mà khi âm thanh đó mình sẽ loại bỏ ra, mình chỉ khi mình làm tiếng mình sẽ nói chuyện như thế này. Sau khi hết rồi á thì mình muốn dừng lại hoặc là hết. Ok, vậy là xong rồi, xong cái phần đồng tiếng rồi. Đây là các bạn demo làm cái ví dụ vậy, thì các bạn cứ theo từng bước như vậy sẽ làm được cái phim theo ý muốn của mình. Đó, thì dùng cái eMovie này nó có sẵn trên cái iPhone rồi.
còn cái mà nó có dùng Samsung mình không biết cái cách bên Samsung nó khác thế nào, nhưng mà những cái iPhone thì nó khác, iMovie này, iPhone, iPad nó giống nhau y chang gì đâu, cách làm giống nhau hết, cứ mở vào đó rồi rồi mình làm một cái mới, làm một cái mới bằng cách là nhấn vào dấu cộng đó, mình nói lại lần nữa rồi chọn movie thôi, rồi chọn những cái hình ảnh nào, những cái thước phim nào mình cần ghế lại, liên kết lại. Đây là liên kết là mình viết, mình viết nhiều lần này, viết nhiều lần kinh cái bán kinh này, xong rồi mình theo thứ tự cái nào trước mình bấm trước, tức là muốn cái hình nào làm trước thì bạn nhấn trước, nhấn theo thứ tự hết xong xuôi rồi á thì chị như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gì đó theo thứ tự, thì mình cái nào mà mình quay trước thì nó sẽ hiện ra trước. À, đôi khi nó ngược lại nha, nhiều khi nó mình quay trước nó nằm ở dưới bên dưới này nè, mình cũng trước khi thì nhấn đồng ý mình coi lại thử, mình để thấy lúc mình đang quay động nào, thì thường thường nó là quay trước nó nằm này như này thứ tự này, nhưng mà nếu mình nhấn ngược lại thì nó lại cái hình nào nhấn trước nó sẽ chạy ra trước, tuy mình quay trước nhưng mà nhấn sau để mình chọn là thì nó sao cái đồng lòng luôn. Quá nhạc cả làm tương tự, và mình nếu mà nghe không kịp thì tua lại mình nghe rồi làm thử đi, có khi là các bạn sẽ làm nhiều thước phim rất là hài hước hay, hoặc là đóng góp được cái nhiều cái niềm vui trong thời gian và là học và làm việc tại nhà. Rồi xong một video để hướng dẫn cho các bạn ha, là cảm ơn, mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau.